tuyển nữ Việt Nam đấu Bồ Đào Nha, tìm bàn thắng lịch sử và sẽ góp phần nâng cao chất lượng cho V-League. Hoàng Gia Lai chủ hạng, huấn luyện viên Kiatisak nói gì? Tuyển nữ Việt Nam đấu Bồ Đào Nha, tìm bàn thắng lịch sử. Tuyển nữ Việt Nam đặt hy vọng tìm được bàn thắng lịch sử trong trận đấu gặp Bồ Đào Nha, lượt trận đấu thứ hai bảng E World Cup 2023. Đầy đủ lực lượng. Trận ra quân World Cup 2023 gặp đội tuyển nữ Mỹ, huấn luyện viên Mai Đức Chung không thể sử dụng đội hình mạnh nhất. Thanh Nhã gặp vấn đề sức khỏe. Trương Thị Kiều, Dương Thị Vân hay Hải Yến vào sân từ băng ghế dự bị vì chấn thương chưa hoàn toàn bình phục. Dù thiếu lực lượng, tuyển nữ Việt Nam vẫn chơi khá ổn trên nhà đương kim vô địch World Cup. Nhờ tinh thần vững vàng, Kim Thanh và các đồng đội không bị rối trong khâu phòng ngự. Ngược lại, chơi tỉnh táo, nhiều thời điểm khiến đội tuyển nữ Mỹ gặp khó khăn. Tinh thần là thứ vũ khí đáng gờm của tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn muốn tìm kiếm bàn thắng lịch sử ở World Cup, cần phải có thêm nhiều yếu tố khác. Tin vui với huấn luyện viên Mai Đức Chung là sự trở lại của tiền vệ Thanh Nhã. Ngoài ra, Trương Thị Kiều, Dương Thị Vân hay tiền đạo cắm Hải Yến đều sẵn sàng đá chính. Nhóm cầu thủ này rất quan trọng ở tuyển nữ Việt Nam, được huấn luyện viên Mai Đức Chung đặc biệt kỳ vọng khi đọ sức với Bồ Đào Nha. Mạo hiểm, săn bàn thắng. Ở trận đấu gặp Mỹ, tuyển Việt Nam không có sự lựa chọn ngoài việc đá phòng ngự số đông nhằm hạn chế tối đa bàn thua. Số lần dứt điểm của Huỳnh Như và các đồng đội chỉ bằng 0, trong khi đối thủ tung ra đến 27 cú dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Kim Thanh, ghi được 3 bàn. Nhưng trận đấu gặp Bồ Đào Nha có thể là phiên bản khác của đội tuyển nữ Việt Nam. Phòng ngự vẫn là ưu tiên, nhưng huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng sẵn sàng chuẩn bị những miếng đánh trả nhằm tìm kiếm bàn thắng lịch sử. Thực tế, Bồ Đào Nha cũng lần đầu tham dự World Cup như đội tuyển nữ Việt Nam. Đội bóng này đã gặp thất bại đầu tiên với tỷ số tối thiểu 0-1 trước đương kim Á quân Hà Lan ở trận giao quân. Điều đó cho thấy họ không dễ bị bắt nạt. Tuy nhiên, so với Mỹ hay Hà Lan, Bồ Đào Nha vẫn là đối thủ mềm nhất của đội tuyển nữ Việt Nam. Vì vậy, những hy vọng lớn như việc tìm kiếm bàn thắng, thậm chí tìm kiếm điểm số đầu tiên tại World Cup, Huỳnh Như và các đồng đội dồn vào cuộc đối đầu này. Vấn đề lực lượng, lối chơi chính là chìa khóa mở ra hy vọng cho tuyển nữ Việt Nam. Sự trở lại của nhiều trụ cột giúp huấn luyện viên Mai Đức Chung mạnh dạn hơn trong những toan tính. Thanh Nhã với điểm mạnh tốc độ, kỹ thuật có thể tạo nên những tình huống đột biến. Bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Đức hội tụ đầy đủ những phẩm chất tuyệt vời của tiền vệ sinh năm 2001. Tuyến giữa với Dương Thị Vân giúp đội tuyển nữ Việt Nam tăng tỷ lệ kiểm soát bóng. Còn Hải Yến sẽ có nhiều đất diễn nếu như Huỳnh Như thu hút được sự chú ý của hậu vệ đối phương. Đặc biệt là hàng phòng ngự, Trương Thị Kiều khả năng được chọn đá chính sau 20 phút làm nóng ở trận đấu gặp Mỹ. Có trung vệ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, hàng hậu vệ đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn hơn bởi được tăng cường khả năng không chiến, tỉ đè và không ngại va chạm. Tuyển nữ Việt Nam có thể vẫn dưới cơ so với Bồ Đào Nha, nhưng đây là đối thủ phù hợp nhất cho các cô gái Việt Nam dám mạo hiểm tấn công hay phản công nhanh. Sự mạo hiểm ấy có thể mang về dấu ấn lịch sử cho bóng đá nữ Việt Nam tại sân chơi World Cup và sẽ góp phần nâng cao chất lượng cho V-League. Sau quãng thời gian dài chuẩn bị về trang thiết bị, con người và cơ sở vật chất, dự kiến công nghệ VAR sẽ được áp dụng ngay tại vòng 3 giai đoạn 2 V-League 1 2023. Ý tưởng triển khai dự án VAR của công ty VFF nhận được sự đồng thuận cao từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Với tư cách là tổ chức quản lý cấp cao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam không chỉ có những chỉ đạo mà còn hỗ trợ từ nhiều góc độ khác nhau, giúp công ty VFF đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa việc áp dụng VAR vào các trận đấu. Ông Trần Quốc Tuấn, chủ tịch VFF khẳng định, khi VAR được áp dụng vào hệ thống thi đấu sẽ giúp các trận đấu được công bằng hơn, chất lượng giải đấu cũng được nâng cao hơn. VAR là bước đột phá trong việc phát triển bóng đá thế giới. Tại AFF Suzuki Cup 2020, đại diện các nền bóng đá khu vực Đông Nam Á đã có những trao đổi với sự tham gia của chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Đây là tâm tư của nhiều nền bóng đá, làm sao có hệ thống VAR để áp dụng vào giải đấu của mình, góp phần giảm thiểu những sai sót của trọng tài. Công tác trọng tài là thách thức với nhiều khó khăn. Cường độ tính chất giải đấu gây áp lực với công tác trọng tài rất lớn. Vì thế, VAR đóng vai trò rất quan trọng, là công cụ để đội ngũ trọng tài đưa ra phán quyết chính xác hơn. Tuy nhiên, để có VAR cần có nhiều yếu tố, tài chính cũng như đào tạo con người để thích ứng với những công nghệ để đóng vai trò quan trọng. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nói, trong các cuộc trao đổi, thay mặt VFF, ông Trần Quốc Tuấn cũng bày tỏ mong muốn FIFA hỗ trợ với các nền bóng đá đang phát triển hoặc có định hướng nâng cấp giải đấu quốc nội và nhận được sự ủng hộ từ phía chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Bên cạnh đó, lãnh đạo VFF, lãnh đạo công ty VFF và các bộ phận chuyên môn cũng tổ chức trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các nước bạn trong khu vực và châu Á về việc triển khai VAR, về quy trình đào tạo nguồn nhân lực và các vấn đề như trang thiết bị. Từ đó, kết hợp với các vấn đề thực tế, tiến hành làm việc với FIFA để có những sự hỗ trợ tốt nhất. Dự kiến cuối năm nay sẽ có thêm 2 xe VAR được FIFA tài trợ. Một mặt khác, VFF đề nghị VFF tự chủ động tìm kiếm thêm nguồn lực xã hội hóa, tự triển khai VAR. Trong khi chờ đợi, chúng tôi liên tục trao đổi giữa các bộ phận điều hành cùng với các chuyên gia, thực hiện việc đào tạo nhân lực để khi có các thiết bị có thể lập tức sẽ triển khai luôn được. Nếu không có gì thay đổi, ngày 7 tháng 9, Ủy ban Đầu tư Phát triển FIFA sẽ họp và có các quyết định liên quan đến hệ thống VAR tại Việt Nam. Ông Trần Quốc Tuấn cho hay. Nói về kỳ vọng về việc áp dụng VAR, Chủ tịch VFF Việt Nam cho biết,
Thực tế cho thấy, dù có VAR thì các trọng tài vẫn có thể sai sót. Vì thế vấn đề con người là quan trọng nhất. Vừa rồi FIFA đã tổ chức các đợt tập huấn, thực hành, kiểm tra rất khắt khe những tiêu chí cao để chọn nhân sự phù hợp, đáp ứng yêu cầu về công nghệ mới này. Một điều chắc chắn là VAR sẽ góp phần nâng cao chất lượng cho V-League. Khi đưa VAR vào hoạt động, các giải bóng đá nội sẽ được nâng tầm chất lượng, đảm bảo tính công bằng và hình ảnh giải đấu cũng sẽ được nâng lên hơn. Dự kiến VAR sẽ được áp dụng ngay tại vòng 3 giai đoạn 2 của V-League 2023. Công ty VFF và ban trọng tài VFF sẽ làm việc với tất cả các đội bóng tham dự giải nhằm phổ cập thông tin tới các cầu thủ và thành viên của câu lạc bộ, đảm bảo các công tác vận hành cho VAR trong khoảng thời gian 3 năm tới khi FIFA luôn giám sát toàn bộ quá trình vận hành VAR tại Việt Nam. Hoàng Anh Gia Lai chủ hạng, huấn luyện viên Kiatisak nói gì? Sau trận đấu với BKM Bình Dương, huấn luyện viên Kiatisak đã có những chia sẻ về cách vận hành lối chơi của mình. Trên sân Bình Dương, Minh Vương là người giúp Hoàng Anh Gia Lai dẫn trước ngay từ phút thứ 11. Tuy nhiên, đội chủ nhà nhanh chóng gỡ hòa chỉ 2 phút sau đó do công của Tống Anh Tỷ. Hiệp 1 cởi mở khép lại với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Paulo ở phút 30. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisak trụ hạng trước nhiều vòng đấu, trong khi đội bóng đất thủ càng thêm gặp khó khăn trong hành trình tìm vé trụ hạng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Kiatisak đã có những chia sẻ về cách vận hành lối chơi của mình. Ông nói: "Khi chơi trên sân của Bình Dương, chúng tôi biết họ rất cần điểm số và sẽ dồn lên. Vì vậy Hoàng Anh Gia Lai phải chủ động chơi chặt chẽ trước rồi mới tấn công để có thể có ít nhất một điểm. Trận đấu này chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu có điểm, thậm chí giành được chiến thắng. Tôi rất biết ơn các cầu thủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng thi đấu nỗ lực ở các trận đấu còn lại." Ở trận đấu này, hai cầu thủ ghi bàn của đội khách để lại những dấu ấn rất trái ngược nhau. Đó là Minh Vương với siêu phẩm rút xa hơn 30m. Người còn lại là tiền đạo Paulo cũng lập công nhưng lại được nhớ đến với tình huống xấu chơi ví thủ môn Minh Toàn và phải nhận thẻ đỏ. Sau trận, huấn luyện viên Kiatisak dành lời khen ngợi đối với Minh Vương và không quên nhắc nhở chấn chỉnh Paulo. Minh Vương đã có một cú sút xa rất đẹp, cho thấy sự tự tin của cậu ấy. Sút xa cũng là điểm mạnh của Vương. Tôi rất tự hào về những gì Minh Vương đã thể hiện. Minh Vương không chỉ chơi tốt ở vị trí tiền vệ mà khi cần có thể lên tấn công như một tiền đạo hoặc lùi về tham gia hỗ trợ phòng ngự khi cần. Cậu ấy là trụ cột khó có thể thay thế của Hoàng Anh Gia Lai. Còn về phía Paulo, đôi khi trong trận đấu cầu thủ có những hành động bộc phát vì áp lực thi đấu. Paulo đã không kiềm chế được cơn nóng giận của mình. Đây sẽ là bài học cho Paulo. Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy, bởi nếu nhận thẻ đỏ sớm hơn thì sẽ rất nguy hiểm